Juventus đứng thứ 7 Serie A mùa trước nên về nguyên tắc, họ là đại diện duy nhất của bóng đá Italia giữ Conference League, giải đấu lớn thứ 3 do UEFA tổ chức dành cho các câu lạc bộ. Tuy nhiên, theo tờ Corriere dello Sport, Juventus đã đàm phán thành công với UEFA, qua đó chấp nhận án phạt cấm tham dự Cúp châu Âu ở mùa giải năm 2023 đến năm 2024 và được tự do trở lại ở mùa giải năm 2024 đến năm 2025. Với biện pháp này, Juventus chấp nhận vắng mặt ở châu Âu một năm nhưng đảm bảo họ sẽ không mất quyền tham dự Champions League nếu đạt điều kiện ở mùa giải tiếp theo. Trước đó, Juventus đứng trước nguy cơ bị UEFA trừng phạt do gian lận tài chính ở Italia. Juventus bị cáo buộc thổi phồng phí chuyển nhượng cầu thủ với các câu lạc bộ Italy khác giai đoạn năm 2019 đến năm 2021 để trốn thuế. Họ cũng khai báo sai các khoản lỗ cũng như dùng các khoản lợi nhuận giả từ các vụ chuyển nhượng để lách luật công bằng tài chính FFP. Tháng 1 năm 2023, tòa phúc thẩm của Liên đoàn bóng đá Italy FIGC quyết định trừ Juventus 15 điểm vì những sai phạm liên quan tới khâu kế toán, lập báo cáo tài chính và thao túng thị trường. Lão bà kháng cáo lên Ủy ban Olympic Italy CONI. Vào ngày 19 tháng 4, trong phiên điều trần do CONI tổ chức, công tố viên Ugo Tosser cho rằng quyết định của FIGC không có cơ sở rõ ràng và cần phải có một phán quyết mới cho Juventus. Trong lúc chờ phán quyết mới, lão bà được trả lại 15 điểm. Tuy nhiên, đến 22 tháng 5, tòa phúc thẩm FIGC xét xử lại và thống nhất trừ Juventus 10 điểm, khiến họ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7 Serie A với 62 điểm. Hiện tại, Juventus và UEFA chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng sự việc này sẽ sớm được công bố. Thay thế Juventus tham dự Conference League mùa tới là đội đứng thứ 8 tại Serie A, Fiorentina.